Chiều ngày 15 tháng 1, người dân sinh sống gần ngõ Hùng Hồ, thị xã Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai bàng hoàng phát hiện một nam thanh niên rơi từ mái nhà xuống đất tử vong. Anh L sống cạnh hiện trường cho biết khi đang ở trong nhà thì bất ngờ nghe thấy trong ngõ phát ra tiếng động lớn. Khi ra cửa sổ nhìn xuống, anh này bàng hoàng phát hiện thi thể nam thanh niên đang nằm dưới đất. Vừa nghe thấy tiếng động lớn, tôi cùng mọi người chạy ra xem thì phát hiện nam thanh niên đã tử vong. Bạn này đang quay video trên mái nhà cùng với một bạn nữ nữa, không biết thế nào mà lại rơi xuống thủng cả mái nhà. Anh L cho biết, nạn nhân được xác định là HQB, sinh năm 2001, quê quán tại xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai, đang làm nhân viên tại một nhà hàng trên địa bàn. Người này cũng là một TikToker khá nổi tiếng trên mạng xã hội này với hơn 147.000 người theo dõi. Trên trang TikTok của mình, nam thanh niên thường xuyên chia sẻ các video thú vị với khung cảnh ở trung tâm thị trấn Sapa. Các video của TikToker này sở hữu hàng chục đến hàng trăm nghìn lượt xem. Sau khi nam thanh niên này không may gặp tai nạn thương tâm, rất nhiều người đã để lại bình luận bày tỏ sự thương tiếc trên trang cá nhân. Thương quá, yên nghỉ nhé em, một số bình luận của cộng đồng mạng. Qua quá trình điều tra, ông Vương Trinh Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa, Lào Cai, cho biết nguyên nhân vụ việc, trong giờ giải lao, nam thanh niên này đã trèo lên mái nhà để quay video TikTok, nhưng không may dẫm vào tấm tôn mỏng nên bị rơi xuống đất ở độ cao khoảng 10 mét. Tai nạn đáng tiếc của nam thanh niên cũng là lời cảnh tỉnh đối với những người vì mải mê thực hiện các clip chia sẻ lên mạng xã hội mà thực hiện nhiều hành động nguy hiểm đến tính mạng, có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Sau khi lực lượng chức năng hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được bàn giao lại cho gia đình.